Xin chào các bạn. Đằng sau lưng Hoàng là cái cây Yamaha NU1. Thì cây này người ta gọi là cái cây giả cơ, nhưng mà Hoàng sẽ gọi đây là cây hybrid theo đúng cái từ mà hãng họ ghi ha. Rồi, đây. À. Đâu? À đây. Này. Bây giờ Hoàng sẽ quay ra cận cảnh. Đấy, nó như cái cây upright piano, giống như cái piano cơ đứng. Đẹp ha. Đây là màu đen bóng. Cây này coi vậy chứ khó quay lắm, bởi vì nó bóng các bạn ơi. Nó khác làm gì. Cây cơ thiệt đấy, nó không có cộng dây, không có cộng dây điện. Còn cái cây này là cái cây nửa cơ nửa điện, cho nên là nó có cộng dây điện. À. Rồi lát nữa Hoàng sẽ cho các bạn coi ở bên trong của cây đàn. Bây giờ Hoàng cho các bạn coi bên ngoài trước ha, cũng như giới thiệu cho các bạn sơ sơ đôi nét về nó. Các bạn xem là cái nắp đậy xuống là nó là shop phone. Đó. À, dễ thương chưa? Thì cái này là chống bị kẹp tay. Đó, shop phone, cái hệ thống shop phone này. Đó, giống như cái hệ thống shop phone trên đàn cơ. Đẹp quá chừng ha. Cái đường nét của nó đẹp quá. Các bạn xem là cái này nè, cái nét này nè. Ôi, dễ thương ghê. Rồi cái bo vát ở chỗ này nữa. Rồi có cái chân ở đằng trước nữa. Ui, dễ thương quá. Rồi pedal thì nó có ba cái pedal. À, đây là cái hệ thống loa ở bên dưới của cái đàn. Các đường nhờ ra nè, cắm vào máy vi tính đó, rồi cắm vào các dàn khác. Rồi bên này thì có headphone, có cổng USB, và đây là cái vặn âm lượng to nhỏ. Đó, đơn giản vậy thôi. Cái đàn này trông rất là đơn giản. Còn nữa thì đây là cái bộ phận điều khiển, nhưng mà nó nhỏ lắm. Piano voice các bạn thấy không? Thì thiệt ra nó có 5 tiếng thôi. Mình nhấn vô, xong mình nhấn dấu cộng thì nó sẽ thay đổi. Đó. Đó, nó có 5 tiếng là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Rồi quay lại số 1, thấy chưa? Rồi nó có 5 tiếng khác nhau thôi. Reverb, metronome, rồi thu, rồi demo, rồi gì đó. Thiệt ra rất là đơn giản. Cái này trong cái function này thì có cái transpo. Rồi bên này thì có một nút bấm nữa, đó là nút tắt mở đàn. Quá đẹp luôn. Ai may mắn lắm á mới mua được chúng cây này, nó hiếm. Rồi các bạn xem đây là bên trong của cái đàn NU1 ha. Đây là cái đàn người ta cứ gọi là đàn giả cơ. Tiếng Anh thì người ta gọi đây là cây hybrid. Hybrid dịch ra là hỗn hợp. Xe hơi cũng có xe hơi hỗn hợp, tức là xe hybrid là những xe mà vừa động cơ xăng vừa động cơ điện. Đó, thì cái cây này là cây đàn nửa cơ mà nửa điện. Vậy nó lấy âm thanh là điện ha. Về âm thanh thì là điện tử, không phải là cơ. Nhưng mà còn cái action này là cơ. Nếu mà cái cây cơ bình thường thì đây chính là cái búa để gõ vào cái cọng dây, và đây là cái bảng sao bo. Nhưng mà bây giờ cái cây này thì nó không có, nó gõ không không vậy thôi. Đó. Nhưng mà để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Để làm chi nè, các bạn nhìn ha. Khi mà nó dịch ngược lại, nó có một cái lực ngược lại, thấy không? Ngược lại thì cái này nó tác động ngược lên cái phần phím, cho ta cái cảm giác là nó có cái dịch ngược lại nè. Cái này các bạn phải thử trên cái đàn thực tế để các bạn mới hiểu được cái ý của Hoàng nói. Đó các bạn xem, thì rõ ràng là cái touch này là cái cảm giác phím đánh này á, rõ ràng nó là đàn cơ rồi. Phần mà phần nó phát âm ra là cái bộ phận điện tử thì công nhận tiếng nó cũng hay thiệt. Tiếng nó hay thiệt ha. Lát nữa Hoàng sẽ đàn cho các bạn nghe. Right.
cái cây đàn này nè, giá bán ra nó khá là cao, bốn mấy 50 triệu, thì thiệt sự là người ta sẽ vân vân với cái đàn cơ, đàn piano cơ cũ á. Thì thiệt ra theo cái ý của Hoàng là đàn này họ đẻ ra là nó có cái mục đích riêng cho nó rồi. Các bạn nào mà thích cơ thì cứ mua cơ, nhưng có những cái bạn thật sự là họ cái không gian như vậy, họ chỉ muốn piano điện thôi mà muốn đẹp, mà muốn cái bàn phím giống như cơ, thì đây hãng sinh ra cái cây này để phục vụ cho những cái bạn có những cái cầu, có những cái nhu cầu như vậy. Hoặc là các bạn cứ tưởng tượng như là mình muốn set up âm thanh cho một cái ban nhạc nhỏ trong nhà hàng, hay là trong một cái sân khấu vừa vặn thôi, thì các bạn để cây cơ thì các bạn không có điều chỉnh được âm thanh, nhưng mà cái cây này đặt vô ha, cắm jack ra cái dàn âm thanh lớn là coi như nó sạch bong luôn. À, thích chưa? Rồi mà buổi tối mình muốn tập, mình để headphone được không? Được, cái này mới làm được, cái cơ không làm được. À, cơ thì đúng hay chứ sao mình phủ nhận được cái hay của cơ, nhưng mà điện nó có cái giá trị riêng và nó phù hợp cho mình. Giống như là mình cũng thích xe mô tô phân khối lớn vậy, nhưng mà mình cứ đi vòng vòng thành phố mua phân khối lớn chỉ cho nặng nề. Mình mua xe tay ga, xe tay ga nó có cái cốp rộng để được đủ thứ đồ đó. Vậy thì nếu mà mình ra xa lộ thì mình mua mô tô, mà mình đi vòng vòng thành phố mình đi xe nhỏ nhỏ thôi, vừa thôi. Đây, bây giờ mình mở trang web chính thức của Yamaha cho các bạn xem. Đây là cái NU1 ha. Discontinue tức là bây giờ nó không còn sản xuất nữa. Và cái giá đề xuất của nó là tương đương 7.000 đô. Đây, 7.000 đô mình nhân ra nhá. 7 nhân cho, bạn cứ cho là 23.000 đồng thôi cho nó dễ tính. 1, 2, 3 là 161 triệu. Yeah, rồi 161 triệu. Rồi, NU1 đã ngưng sản xuất thay thế bởi NU1X. Rồi, Hoàng cũng mở NU1X lên cho các bạn xem. À, đẹp chưa? Đọc đặt trong cái không gian. Rồi, đẹp quá. Rồi. Vậy thì giá của nó từ 7.700 cho đến 7.900 đây. Thì Hoàng cứ lấy giá 7.900 Hoàng nhân lên ha. 7.900 nhân 23.000 bằng đây 181 triệu đó. Giá của nó cao ghê chưa? Vậy bây giờ nếu mà đàn cũ tầm bốn mấy là mua được rồi. Quay trở lại Hoàng sẽ đàn cho các bạn xem thử, nghe thử cái tiếng của nó. Và Hoàng đàn rất nhiều lần rồi thì rõ ràng khi đặt tay lên cái cây này là một cái cảm giác khác, có khác. Bởi vì sao? Phím nó bằng gỗ thiệt, cái action nó là gỗ thiệt, cho nên là nó cho cái cảm giác đó là cảm giác thiệt luôn. Dài chưa? À.
Các bạn ơi, thì đây là một cái cây hybrid, một cây cây đàn giả cơ. Ngày xưa có cái model cũ của nó là DUP1 nè, DUP5, 7, 10, DUP20, hình như có DUP22 nữa nhưng mà mình chưa thấy, để tới DUP20 thôi. Thì sau khi hết cái series đó thì người ta thay đổi, người ta gọi tên là NU. Thì đây là NU1. Mà nếu mà đàn grand thì người ta gọi là N thôi, N1. Rồi hình như là bây giờ là N3, N3X. Đó, cái mới nhất N3X cũng mắc tiền lắm ấy. Thì sau khi Hoàng đánh nãy giờ thì Hoàng thấy là Hoàng thích nhất đó là cái phím đàn. Thích nhì ấy, là nó đẹp quá. Nó đẹp quá. Rồi cây này thì mà mua cũ lại cũng bốn mấy triệu, nó cũng ngang với tiền mình mua những cây pino de cơ cũ. Thì đó cũng là một cái phân vân chứ. Nếu mà Hoàng là các bạn, Hoàng cũng phân vân. Nhưng mà Hoàng phân tích rõ cho các bạn là nếu mình mong muốn ở nhà mình có một cây piano điện, bởi vì không gian nó như vậy, thì rõ ràng đây là một cái lựa chọn quá xứng đáng. Còn nếu như các bạn bảo không, nhà mình để đàn cơ đi, mình thích cái tiếng đàn cơ hơn, với nhà mình to, mình không có sợ ảnh hưởng hàng xóm, thì mình mua đàn cơ ha. Đó, mình rạch ròi ra, bởi đây là hai cái nhu cầu khác nhau, hai cái đối tượng khác nhau. Đó, cho nên là hồi xưa Hoàng cứ nghĩ là thôi tiền đó để mua đàn cơ nên Hoàng không có chịu nhập về. Đó, nhưng mà Hoàng nay Hoàng lại nghĩ lại rồi, bảo thôi không, cũng có những cái người họ cần như vậy. Với lại thử thử so sánh với cái đàn mới xem sao. Nếu mà đàn mới mua bốn mươi mấy triệu, cây Yamaha Yamaha bây giờ mới nhất đây là 735 đi, hay là 745, bốn mấy năm chục triệu, thì thể so với cây này thì có lẽ Hoàng sẽ chọn cây này đó. Thật sự là Hoàng sẽ chọn cây này đó, chứ Hoàng không chọn cây kia đâu. Bởi vì nó nhiều thứ lắm, cảm giác phím này, âm thanh nó cũng hay hơn này, và đặc biệt là nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn. Shuffle. Đâu có sợ kẹp tay gì. Sao đâu có sợ kẹp tay gì. Đẹp mà mọi thứ. Rồi. Có bạn nào yêu thích thì các bạn cứ tính rủ qua thử, mà thiệt cái cây này đã bán rồi. Anh đó anh chưa lấy thôi, anh để đây cho gửi đây. Vài hôm anh sắp xếp nhà cửa xong anh lấy. Rồi hy vọng là lần sau Hoàng lại nhập được những cây ngon nghẻ như thế này để phục vụ cho các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Rồi khi nào có nhu cầu mua đàn nhớ ủng hộ bên Hoàng nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào.